Trời ơi, quên xin lỗi. Gia Hân nè, VV nè, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào Hân luôn đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên và Toàn Vlog. Thì đang lại của anh Hân Loto LGBT nha mọi người nha. Đó thì hôm nay là thứ hai cho nên bán hơi sụp nụ. Thì em được Baby Salad nè, với lại anh Tuấn Đặng đúng không anh? Anh Tài Đặng, em được anh Tài Đặng với lại Baby Salad ủng hộ. Anh Tài Đặng, anh Quang không gì? Anh Quang mà còn đẹp trai. Uống Milo hả? Hay là anh nhai luôn cái hộp? Không có, không uống Milo. Thôi nè, để giờ Hưng nói chuyện với anh. Hình như anh Quang bị lộn từ rồi đó. Có nghe chưa? Thủy sao mà dòm hai con người em vậy nè. Em hỏi mọi người có con trai nào mà đẹp trai mày cái miệng nha. Ui ui. Nếu mà dòm sơn ta tưởng môi cái mặt đó hay là. Ôi quê quá. Chỉ là vui rồi. Vui thôi vui. Thấy vui mà. Ủa vậy anh nói em với lại con bi đê lé này giống con cái chân trắng cái chân đen anh vui không? Vui. Vui chỗ nào? À hỏi mọi người vui không? Vui nào? Vui chỗ nào? Vui. Quên rớt cái chảo ra ngoài đó Phương. Vui chỗ nào? Rớt lên cục bi đê luôn. Nói chứ hôm nay rất là vui luôn mọi người ơi. Ơi có điểm thiếu không vậy? Kìa. Cả nhà ơi 258A Nguyễn Chu La nha cả nhà. Rồi, cảm ơn Vũ ơi, đóng phim không vô vai nhảy vô chảo dầu sôi 15 triệu. Em 13 triệu, 2 triệu. Bây giờ chương trình là cảm ơn Baby nè, em đã dọn nè. Em dọn chảo xuống nè. Anh ngừng đấm, thử đấm anh quan cái đi anh. Trời ơi. Quá trời. Ủa, cảm ơn nha. Ai cho em đấm anh cái mà. Em đấm một cái đi anh xỉu luôn. Anh xỉu cho em luôn suốt đời luôn. Su vậy. Em đánh anh thiệt đó nha. Đánh nhẹ nhẹ đi. Em sẽ đánh nhẹ đó. Với cái lực này em đánh rất là nhẹ. Gỡ dây nhẫn ra nè. Ủa nó lọt mắt trong vòng khó chịu. Khó coi lắm. Ủa đủ cái chua không? Đó bây giờ chương trình là dọn. Rồi chương trình là dọn hồi mà chương trình nha. Chương trình vượt lên chính mình nha. Em với lại Gia Hân 1 phút 30 giây thì em với lại Gia Hân gửi lời cảm ơn bên kênh của anh Hân Trần rất là nhiều nha. Kênh của anh Loto LGBT nè, cảm ơn bé Vi nè, cảm ơn anh Tuấn Đặng hay Tài Đặng luôn. Tài Đặng, cảm ơn Tài Đặng rất là nhiều luôn. Anh Tài Đặng ủng hộ 1 triệu là 20 hộp 50 ngàn và bé Vi ủng hộ 40 hộp mà bây giờ của bé Vi là còn có Campuchia 100 lộn xộn. Xui ghê Campuchia, cái gì chi Campuchia ăn lỗ mũi chiên đi. Nè ăn lỗ mũi chiên đi. Quậy chát. Quậy hoài luôn. Quậy xác nữa hả? Kệ có người nói kìa. Hai hầm mũi thêm. Ơi, 1 phút 30 giây đạp chiếc xe ngã đi. Chị. Rồi ok. Rồi mai lấy gì bán má? Mua xe mới. Ở đây bị bê đê chứ mày bị khùng. Ôi con điên. Nói chứ hôm nay là thứ hai đầu tuần thì những anh chị, cô dì chú bác mình đi làm rất là nhiều luôn. Cho nên bán hơi chậm, cho nên cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã luôn thương yêu và ủng hộ và đáp vũ đô phương. Về Long An 20 ngàn. Về Long An nhiêu? Rồi ở Long An đi nha, chút nữa em tự đem đi bộ lên em cho Long An ăn. Không đọc hết câu. Ship giùm em về Long An 1 hộp 20k đi anh Phát. Đó anh Phát. Đó anh Phát vậy không đó. Giải quyết cái đó. Phát gì? Chị Phương. Bữa nào đi lại chỗ hút mở bụng nữa đi, bụng bự kìa. Đánh vô. Bây giờ bé Vi còn có 1 triệu mấy à, 1 triệu mốt à. Ồ, đó 100 ngàn à. Là của bé Vi còn có 1 triệu mốt thôi nha em ơi. 100 ngàn à. Cảm ơn Vi rất là nhiều nha, Vi lúc nào cũng hiểu. Nè bé Vi nói nè, chị Phương bữa nào đi lại chỗ hút mở bụng đi, bụng bự kìa. Đâu có đâu, em đang dưỡng bụng bự mà, tại vì em đang chuẩn bị đóng một cái MV. Không có nha Vi ơi, không phải là luôn bụng bự nha, trong bụng có con nha, 8 cái mặt cái chổng nha Vi ơi. 8 heo con. Vu vu rồi có Quang với Gia Hân dễ thương, có ship Nha Trang không Quang, có luôn nha chị ơi, có luôn nha, có ship ở Nha Trang không kìa? Dạ không à. Ủa lỡ nó có rồi. Nếu Quang ở dưới còn cái chua không chị, nên cho Gia Hân cắt vô hộp luôn đi. Chị phát to quá, chị bùng sổ lãi chưa to. Sổ lãi chưa? Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã thương em với Thu Phương. Mọi người cảm ơn lé nha. Rồi rồi để đi chị, để em chết để em dọn nè. Bây giờ là chương trình là tụi em bữa dọn đi hàng. Được lần xong nghỉ luôn. Ủa đi đâu vậy Vy? Cảm ơn nha. Mọi em người nhớ đăng ký kênh của các anh như sao. Thu Phương đạp đổ xe cá viên chiên. Được em mua hộp 20k. Trọng đào. Trọng đào cái miệng em quá trời trọng đào. SOS giải cứu hết sụm nụ rồi hả Phương? Đúng rồi, nhất lần rồi. Hai hộp cá chua đi. Hai hộp cá chua. Lấy đi, lấy đi. Ủa sao chưa gì? Sáng qua có hai hộp cá chua giùm em
cái miệng ông Quang quá trời, cái miệng em mới quá trời á, tiếng Anh. Đó, bây giờ chương trình à, đánh mỡ bụng quá hả? Đánh bụng căng bụng à. Ủa em có đánh mỡ bụng rồi hả Vy? Mọi người ơi, mọi người đã ủng hộ chị Phương bán cái viên xong rồi thì mọi người hãy nhớ, mọi người ủng hộ chị Phương bán cái viên hết rồi thì mọi người hãy nhớ ủng hộ thêm kênh của các anh như sau nha. Đầu tiên là kênh của anh gì Loto GPT, thứ hai là kênh của anh Get In Sinfo, thứ ba là kênh của anh Toàn Vlog, thứ tư là kênh của anh Lama Van và Vũ Thu Phương cái viên chiên nha mọi người, và kênh của anh Lan Quế Phường, và thêm một kênh nữa mới ra ngày hôm nay luôn, đó là kênh Tất Chỉ Toàn Miệng Bự nha mọi người. Cái miệng của con lé quá trời quá đất. Nhớ đăng ký kênh giùm em nha. Đó, cái kênh đó là kênh ra mỗi ngày nha, kênh Tất Chỉ Toàn Miệng Bự nha. Ra toàn những cảm ơn anh Hùng Cô Đơn, cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh Trần chào tất cả mọi người nha mọi người. Đó, hôm nay sẽ thấy chuyện giải cứu được rồi, rất là mừng cho chúng tôi. Cũng như nhóm của Thu Phương luôn mọi người. Tại mặt toàn thể anh chị em bà con nội ngoại. Bây giờ tụi em đang dọn từ từ nha. Bên chồng bên vợ là cảm ơn tất cả mọi người luôn. Đúng rồi. Kệ tao múc mấy hũ cải chua cho tao. Múc chưa? Ngày hôm qua cho đi chắc rồi. Lắm vợ cái miệng bà cũng quá trời. Xé miệng cái bà. Dạ hơn. Sao? Lúc trước anh thấy em ít nói lắm, giờ sau cái miệng em quá trời vậy trời. Dạ tại bữa nay em vui đó, đã bán hết cái gì em rất là vui. Bữa nay bán hết cái gì em nói nhiều, còn cái nào em mà. Xâm nụ quá. Không biết nói chuyện luôn. Nói chung em cũng có cường á mình ơi. Mà thật sự ra là hồi xưa tới giờ em rất là hiện lên màn hình tặng mắt em nhiều. Khó nhìn thẳng màn hình lắm đúng không? Vsalad kêu em cho thông tin liên lạc đi nè. Em á. Lấy số điện thoại. Chắc lấy số điện thoại em đọc số điện thoại thì thông tin liên lạc á miễn. Dạ em chào chị, chào em Vsalad nha, số điện thoại của anh là 0963560 Zalo cái đó số điện thoại chính luôn, với số Zalo luôn á, 0963560260. Chào 296 người đang xem nha mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Anh Tài Đặng ủng hộ 1 triệu và Baby Salad ủng hộ 2 triệu là 60% trong đó thì cái số này không nè. Ăn được dạ đúng rồi chị. Thì Baby có nói là thì Phương ơi em ủng hộ chị 2% 100 ngàn thì còn bao nhiêu là của em. Thì bây giờ xin thông báo với lại Baby Salad là của anh Tài Đặng đúng không Lâm? Đúng rồi. Anh Tài Đặng ủng hộ 1 triệu là 20% đó thì em bán được là của bé Vy là còn 1,1 triệu phải không? Đúng rồi. Của bé Vy là còn 1,1 triệu, có nghĩa là bé Vy được 22 phần, bé Vy ủng hộ được 22 phần thì 1 phần 50 ngàn nha mọi người nha. Đây thì một chút nữa em với lại anh Hưng Trần với lại Lâm nè với lại Toàn nè sẽ đi vòng vòng để phát cho những hoàn cảnh khó khăn giống như là cô chú hay là anh chị mình ở ngoài đường đó, đó giống như là đói bụng thì mình sẽ đi ngang, giống như là tùy duyên mình sẽ gặp cô chú nào thì mình sẽ gửi cho cô chú nó, và mình sẽ nói với cô chú đó là đây là phần cái viên chiên ăn liền cho nóng, thì có cải chua nè, có tương đen tương đỏ nữa đó. Thì cảm ơn mấy Vy rất là nhiều nha, cảm ơn anh Tài Đặng nè, và cảm ơn mấy Vy rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn anh Hưng Trần đã like thấy em bán chậm nè, anh like giùm em mà được bé Vy được anh Tài Đặng ủng hộ đó. Thì đây là những phần, thì một chút nữa em sẽ bỏ nước suối vô, có thùng nước suối đó không anh? Đó thì một chút nữa em sẽ bỏ nước suối vô, và em cảm ơn rất là nhiều nha, cảm ơn mọi người luôn thương yêu và ủng hộ kênh của Thu Vương Cá Viên Chiên nè, ủng hộ kênh của anh Hưng Trần Official nè, kênh của anh Loto LGBT và Toàn Vlog nè. Đó mọi người nhớ like và subscribe đăng ký để biết thêm thông tin, biết thêm giống như là một ngày làm việc của Vlog Vũ Thu Phương của team ra sao nha. Thì bây giờ cô chức về rồi, thì bây giờ là xe cá viên chiên của em đã bán hết rồi, được mọi người thương yêu ủng hộ. Bây giờ Gia Hưng sẽ lau gỗ với lại lau chai tương, rồi lau hũ sa tế nè, hũ tỏi nè sạch sẽ để ngày mai chuẩn bị một ngày mới. Thì ông là anh chị bạn bè mình coi được cái clip này thì mọi người nhớ rảnh thì mọi người nhớ ghé 258A Nguyễn Chiểu La phường 8 quận 10 nha mọi người nha. Giờ hoạt động là bán cá viên chiên là từ 4 giờ chiều đó, 4 giờ chiều tới 11 giờ tối, giống như là còn khách là tụi em còn bán nha mọi người nha. Gì anh? Bé Vy là 22 phần, 1 phần 50 là 1,1 triệu. Bé Vy bỏ vô phần
giống ăn bữa đúng không anh? Rồi. Rồi. Là bên bé Vy là 22 phần. Dạ đúng rồi. Đỡ tôi ơi. Đỡ tôi xỉu nè tôi ơi. Trời ơi. Mày mày để nó xuống vô đi. Mày mày tắm đi. Có hai vợ chồng mới chán dữ sợ không á. Với lại chai nước suối nữa nha mọi người. Có hai vợ chồng với nhau mà cũng chằn găng chằn húng chằn gây đó mọi người thấy không? Có cái vụ bỏ nước suối không? Đây tôi bỏ phụ cho. Đó bây giờ là em với lại Vy Vy sẽ bỏ từng phần vô từng can nước suối. Bỏ vô 50 ngàn từng phần luôn ạ. Rồi rồi. Em biết rồi, em biết rồi. Đó đây là cái viên chiên của chị MV Select và anh cài đặt chặn cho mọi người nè. Và một phần cái viên chiên rất là chất lượng luôn, ăn cái viên chiên rồi ngày mai có 50 ngàn ăn sáng luôn mọi người. Gửi cho mấy anh YouTube mỗi người 100 ngàn tiền sáng. Ôi ngon ghê. Vy. Rồi. Cảm ơn Vy nha Vy. Rồi đó thấy chưa, có tiền bò luôn. Cảm ơn Vy rất là nhiều luôn nha.